Hà Thương xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với bóng đá 24 giờ TV. Rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất của làng túc cầu có trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay 22 tháng 5, trận chung kết trong mơ bóng đá Đông Nam Á Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tranh huy chương vàng giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 22 tháng 5 trên sân Mỹ Đình Hà Nội. Trước trận chung kết, U23 Indonesia và U23 Malaysia sẽ gặp nhau ở trận tranh huy chương đồng vào lúc 16 giờ. Trận chung kết được dự báo sẽ rất hấp dẫn gay cấn khi hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều có nhiều duyên nợ. Dù là đối thủ nhiều duyên nợ nhưng đã trải qua 17 năm, hai đội mới chạm trán nhau ở một trận chung kết của một kỳ SEA Games. Đây là lần thứ 5 bóng đá nam Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games tính từ năm 1995. Trong 4 lần đụng độ trước đó, bóng đá Việt Nam toàn thua trước người Thái. Trong suốt 17 năm kể từ lần gần nhất hai đội gặp nhau ở chung kết SEA Games, hai nền bóng đá đã có nhiều sự thay đổi. Thái Lan khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á trong thời gian dài khi có thêm 4 lần vô địch SEA Games vào các năm 2007, 2013, 2015 và 2017. Trong khi đó, U23 Việt Nam phải đợi đến mãi kỳ SEA Games 2019 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo mới giành được tấm huy chương vàng lịch sử. Đối đầu đoàn quân của huấn luyện viên Mano Poking ở chung kết SEA Games 31 là cơ hội để bóng đá Việt Nam phá dớp trước người Thái. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là trận chung kết trong mơ, do đó người hâm mộ đang chờ đợi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tiếp tục tỏa sáng như cách anh đã làm ở bán kết với U23 Malaysia. 120 phút trước U23 Malaysia khó có thể nói, hệ thống tấn công của U23 Việt Nam đã chơi tốt. Trong đó những ngôi sao vàng không tạo ra nhiều cơ hội thực sự chất lượng trước khung thành của Hồ Mã Lai. Trận hòa U23 Philippines được lý giải là bởi cơn mưa nặng hạt trên sân Việt Trì đã ảnh hưởng đến cách chơi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau đó trận thắng nhọc U23 Timor Leste có thể hiểu là bởi thầy Park cất nhiều trụ cột giữ sức cho lượt trận bán kết. Tuy nhiên 120 phút trước U23 Malaysia đã nói lên nhiều điều về sự khó đá của U23 Việt Nam trước các đội chơi chủ động phòng ngự. Dẫu vậy, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vẫn là điểm sáng nơi hệ thống tấn công của những chiến binh sao vàng. Sự toàn diện của ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Bình Dương, kinh nghiệm trận mạc là điều anh đã thể hiện ở hành trình SEA Games 31 lần này. Ở kỳ SEA Games lần trước, Tiến Linh về nhì trong cuộc đua vua phá lưới, anh có 6 bàn trong toàn bộ hành trình, bước lên bục nhận huy chương vàng của những ngôi sao vàng. Hai cầu thủ là Hà Đức Trinh và Osvaldo Hai cùng nhau chia sẻ danh hiệu vua phá lưới với 8 bàn thắng. Với cá nhân Tiến Linh, giải đấu ấy anh vẫn chơi rất hay và là tiền đạo chủ lực. Tại kỳ SEA Games lần này, Tiến Linh chỉ có một bàn sau hành trình vòng bảng, đó là pha lập công vào lưới U23 Indonesia, cũng là bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam. Nhưng các trận sau đó, Tiến Linh hoàn toàn tịt ngòi. Nếu anh đá chính trước U23 Timor Leste, rất có thể thành tích của tiền đạo 24 tuổi người Hải Dương đã được cải thiện. Nhưng dẫu sao với hai bàn thắng, Tiến Linh vẫn còn nguyên vẹn cơ hội để giành danh hiệu vua phá lưới môn bóng đá nam SEA Games 31. Bởi lẽ hiện có 6 cầu thủ đã ghi 3 bàn và không có ai nhiều hơn thế trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất giải. Khoảng cách chỉ là một bàn và chân sút hàng đầu của U23 Việt Nam vẫn còn trận chung kết để hướng đến. Không chỉ Nguyễn Tiến Linh mà cả Đỗ Hùng Dũng cũng còn nguyên cơ hội của riêng mình. Hy vọng rằng những nhân tố này sẽ tỏa sáng để giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Thái Lan ở trận chung kết. Và đây sẽ là cuộc đấu để trực tiếp định đoạt danh hiệu vua phá lưới bởi chân sút tốt nhất của U23 Thái Lan là Patrick Gustafsson nhiều khả năng sẽ đá chính. Pol biến áp lực chảo lửa Mỹ Đình thành sự tận hưởng. Dễ gì có được trận đấu trên chảo lửa như thế, hãy tận hưởng nó thay vì cay cú và căng thẳng. Nếu như đồng nghiệp Park Hang-seo tỏ ra áp lực lo lắng cùng học trò với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá SEA Games, thì huấn luyện viên Pol Kinh nói, U23 Thái Lan biến chảo lửa Mỹ Đình với 40.000 khán giả Việt Nam thành sự hưng phấn, đỉnh cao và tận hưởng bữa tiệc bóng đá không dễ gì có được. Rõ ràng là cách gỡ nút thắt của hai nhà cầm quân ở chung kết có khác. Học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo thì chịu áp lực cực lớn từ đầu giải đến giờ, khiến những đôi chân ra sân thi đấu cứ như là đeo trì, thiếu sáng tạo, sợ mắc lỗi cùng với đó là sự căng thẳng, nóng nảy của ông thầy Hàn nơi cabin chỉ đạo. Trong khi đó, huấn luyện viên Polking chọn cách giải tỏa sức ép tâm lý cho học trò trước chảo lửa Mỹ Đình với 40.000 khán giả Việt Nam, họ gieo cổ vũ liên tục và nhuộm màu đỏ của quốc kỳ Việt Nam và màu áo fan hâm mộ. Ông Polking cũng cho rằng trận bán kết gặp Indonesia, cuối trận cầu thủ hai đội nóng nảy lao vào nhau khiến những tấm thẻ đỏ và vàng được rút ra. Sau đó chính ông Polking lấy điều đó làm bài học dạy học trò ở trận chung kết gặp Việt Nam ông polking cho rằng trận gặp việt nam áp lực gấp nhiều lần so với trận bán kết gặp indonesia vị huấn luyện viên này dạy học trò rằng hãy biến áp lực đó thành sự tận hưởng bóng đá hãy tận hưởng nó thay vì cứ lo ngay ngáy chuyện thắng thua dẫn đến căng cứng tâm lý rồi đáp trả bằng hành động không đẹp trong bóng đá ông polking cũng nói với học trò rất hiếm có được trận đấu có không khí như trận chung kết sea games này nên học trò của ông phải tận hưởng nó bóng đá vốn là môn thể thao để tận hưởng đừng cay cú thắng thua polking giải phóng áp lực cho học trò rất tinh tế Nội soi điểm mạnh yếu của U23 Thái Lan Sau cú ngã ngựa trước U23 Malaysia, U23 Thái Lan của huấn luyện viên Mano Poking càng chơi càng bản lĩnh. Và họ có rất nhiều phương án để dành cho các đối thủ khác nhau. Chiếc thẻ vàng của Jonathan Kim đi ở phút thứ 41 trong trận đấu với U23 Malaysia ở lượt trận mở màn khiến cho Thái Lan phải phơi áo với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mano Poking đã đập tan sự hoài nghi bằng hai chiến thắng cách biệt trước Singapore và Campuchia cùng với tỷ số là 5-0. Và lượt cuối, họ nhẹ nhàng vượt qua Lào 1-0 để giành vị trí nhất bảng B. U23 Thái Lan đang có một đội hình chất lượng. Trong khung thành, thủ môn kỳ cựu Kawin đang bắt rất chắc tay. Hàng phòng thủ của đội bóng xứ chùa vàng đang vững chãi với cặp trung vệ Jonathan Kimdi và Chonapat Buafan. Ai Dolot đảm nhận vị trí hậu vệ trái và bên phải được án ngữ bởi Nakin Wisetchat. Huấn luyện viên Mano Poking ưa thích sơ đồ 4231 bởi nó giúp U23 Thái Lan cân bằng trong khả năng tấn công và phòng ngự. Wira Pomthun, người ghi bàn thắng duy nhất kết liễu U23 Indonesia trong trận bán kết, là một mắt xích quan trọng trong cách chơi của Thái Lan. Các cầu thủ đang khoác áo MUON Thông United, hợp với Chaya Pipat, Sunpan Pasuk tạo thành cặp tiền vệ trung tâm. ở phía trên, Ben Davis, Gurachit, Ekanit là ba bộ não sáng tạo của U23 Thái Lan. Người đá cao nhất là Korawik hoặc là Patrick Gustason. Bộ khung của U23 Thái Lan thay đổi tùy theo đối thủ và nó phục vụ cho những tính toán về chiến thuật. Lấy ví dụ như là Korawik được xếp trong trận bán kết với mục tiêu phá sức để Gustason vào sân tạo nên sự đột biến. Manopoking đang tạo ra một đòn bẩy đầy tính kiên nhẫn và đây chính là sự khác biệt so với Indonesia ở trận bán kết. Hàng phòng ngự của U23 Thái Lan được dựng lên như một pháo đài với việc tất cả co lại khi bị đối thủ tấn công. Dường như Manopoking đặt sự an toàn lên hàng đầu và ông đang thành công với sách lược này. Trên mặt trận tấn công, U23 Thái Lan chơi đa dạng với Ben Davis, Warachit và Ekanit. Sự linh hoạt trong việc chuyển đổi vị trí cộng với nhãn quan chiến thuật của bộ ba này cùng với sự cơ động của hai tiền vệ trung tâm tạo ra áp lực lớn lên hàng phòng ngự của đối phương. U23 Thái Lan cực kỳ lợi hại với khả năng không chiến khi sở hữu những cây xào trong đội hình, gồm có hai trung vệ là Jonathan Kimdi cao 1m91, Chonapat Buafan cao 1 m Gustason cao 1 m Nếu không chuẩn bị những phương án hoặc là không hạn chế những tình huống gần cầu môn, đối phương rất dễ bị trừng phạt. Thêm nữa không thể không đề phòng những cú sút xa của Ben Davis Thép bom thun. Như đã nói, U23 Thái Lan chơi rất kiên nhẫn để chờ đối phương mắc sai lầm. Tuy nhiên, trên tấm giáp sắt ấy còn những lỗ hổng lớn có thể khai thác. Hai hậu vệ biên của U23 Thái Lan tấn công tốt nhưng mắc sai số trong phòng ngự. Hai trung vệ của họ cũng khá cồng kềnh, ngại đối diện với những cầu thủ nhanh nhẹn. Ở khu vực giữa sân, các học trò của huấn luyện viên Polking ngại những cầu thủ có phong cách thi đấu cơ bắp và đặc biệt là U23 Thái Lan có dấu hiệu bất ổn về thể lực. Cần phải nhấn mạnh điều này vì phải kéo dài trận đấu đến 120 phút thi đấu, lợi thế sẽ thuộc về những người có thể lực tốt hơn. Tóm lại là U23 Thái Lan là một tập thể rất khó bị đánh bại với triết lý không để thủng lưới trước khi ghi bàn. Họ cũng có những ngôi sao có thể làm nên sự khác biệt. Thế nhưng đội bóng xứ chùa vàng cũng có những điểm yếu để U23 Việt Nam tấn công và tìm kiếm cơ hội. Cầu thủ U23 Thái Lan gặp chuyện khó đỡ trước trận chung kết SEA Games 31. Trước trận chung kết SEA Games 31 với U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Thái Lan vẫn đang liên tục bị người hâm mộ Indonesia tấn công trên mạng xã hội. Trong trận bán kết SEA Games 31 giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia, khi cuộc đọ sức bước vào những phút thi đấu của hiệp phụ, tiền vệ William Waderjo của bên phía voi chiến đã có hành vi phạm lỗi và phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai của trọng tài chính. Đáng nói, thời điểm bị truất quyền thi đấu, cầu thủ mang áo số 11 đã liên tục câu giờ và khiêu khích đối thủ. Hành động này của William đã khiến người hâm mộ Indonesia vô cùng nóng mắt. Thậm chí khi trận đấu đã kết thúc, cổ động viên xứ vạn đảo vẫn không ngừng tấn công tài khoản mạng xã hội của tiền vệ U23 Thái Lan và khiến anh này phải khóa trang cá nhân lại. Phải chịu chung số phận với người đồng đội của mình là trung vệ Jonathan Kim đi. Cầu thủ gốc Thụy Điển bị cổ động viên Indonesia tố cáo vì có nhiều hành động chơi xấu trong trận đấu. Hơn hết ở những tình huống lộn xộn cuối trận, Jonathan còn liên tục khiêu khích đội bóng mặc áo đỏ dẫn đến những học trò của huấn luyện viên Sinteyong mất bình tĩnh và phải nhận 3 tấm thẻ đỏ. Chưa dừng lại ở đó, khi mà Gurachit Kanis Kanisribampen lên tiếng bảo vệ đồng đội, anh này ngay lập tức cũng bị chỉ trích rất nhiều. Và cuối cùng trọng tài chính của trận đấu, ông Jahia Ali Almula cũng không tránh khỏi tình cảnh éo le kể trên khi người hâm mộ Indonesia tỏ ra rất tức giận bởi vì vị vua áo đen đã quá nặng tay với đội bóng xứ vạn đảo. Trận tranh hạng 3 giữa U23 Indonesia và U23 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 5, trong khi đó, màn đọ sức trong trận chung kết của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được tổ chức vào lúc 19 giờ cùng ngày trên sân vận động Mỹ Đình. Nếu như thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có cú đúp huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games. Thông tin trên là tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của Bóng đá 24h TV. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo